Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Một nữ cán bộ cộng sản khác thường. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình, trình bài. Kính thưa quý vị, người nữ cán bộ cộng sản khác thường trong câu chuyện này đó là cô Judith Clark, năm nay 67 tuổi. 36 năm về trước, năm 1981, cô theo đảng Black Liberation Army, một tổ chức thân cộng ở tại Hoa Kỳ và để tạo kinh tài cho đảng thì cô đã cùng với lậu lại 6 nam đồng chí tổ chức đánh cướp một chiếc xe chở tiền của hãng Briggs Amor. Vụ cướp táo bạo xảy ra ở tại Rockland County thuộc New York. Số tiền cướp được là 1.6 triệu Mỹ Kim. Thưa quý vị, bố mẹ của cô là Ruth Clark và Joe Clark đều là đảng viên của đảng Cộng sản Hoa Kỳ trong nhiều năm. Và họ đã đem cô sang Nga sống 3 năm từ năm 1950 cho tới năm 1953. Tuy nhiên sau khi chứng kiến tận mắt thiên đường cộng sản thì họ đã chán nản, bỏ đảng, bỏ Nga và quay trở về Mỹ mà không ý thức được đó là cô con gái của họ đã bị nhiễm lý thuyết cộng sản. Vụ cướp xe chở tiền xảy ra vào ngày 20 tháng 10 năm 1981 ở tại Nanuet, Mor, vùng giác của tiểu bang New York. Anh gác tên là Peter Page đã bị bắn chết và anh gác thứ nhì đó là Joseph Chobino đã bị bắn trọng thương và họ là hai nhân viên võ trang áp tải tiền trên xe bọc sắt của hãng Brick. Đánh cướp xong, bọn cướp tháo chạy trên một chiếc xe và xe bị chặn lại tại một nút chặn của cảnh sát. Cướp bắn vào cảnh sát gây tử thương cho hai cảnh sát viên có tên là Waverly Brown và Edward O'Grady. Clark lái chiếc xe khác chạy theo và một tên cướp là David Gilbert nhảy vào xe của cô sau cuộc đấu súng với lại cảnh sát thì cảnh sát đuổi theo, bắt được Clark và một tên cướp khác. Cô Kathy Bodin, cô này lãnh bản án tù giam từ 20 năm cho tới trung thân, bị giam 22 năm rồi được ân xá. Và trong hai thập niên 1960 và 1970 thì Judith Clark là cán bộ tổ chức chìm của một tổ chức có tên là WUO, tức là Weather Underground Organization. Cô tham gia mọi cuộc sách động nhúng tay vào cả những tội ác hình sự. Và cô cộng tác chặt chẽ với nhiều tổ chức quá khích kể cả Black Panther Party và Black Liberation Army. Cho nên cô lãnh một bản án rất là nặng, từ 75 năm cho tới trung thân tù giam ở tại nhà tù Bedford Hills thuộc New York. Vào tháng chạp của năm 2016, bản án của cô được giảm từ 75 năm xuống còn từ 35 năm tới trung thân tù giam và quyết định giảm án này là do thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo đề nghị. Năm nay, thời gian cô Clark bị giam giữ đã đạt mức 35 năm tối thiểu để được tái xét ân xá. À, dù căn cứ vào bản án của 75 năm tù giam, nhưng vào ngày thứ Tư 19 tháng 4 2017, mặc dù thống đốc Cuomo lại đích thân can thiệp cho cô lần thứ nhì và đơn xin ân xá của cô đã bị bác. Việc lời can thiệp của ông không được cứu xét làm tổn thương uy tín của thống đốc Combo. Ông nói lên góc cạnh này trong một bài điếu văn đọc nhân tang lễ của cố ký giả Jimmy Breslin, là một ngòi bút nổi tiếng, là can đẻm, chỉ trích nhiều vụ tham nhũng chính trị, nhiều vụ cảnh sát tàn bạo và tiếp sức cho người dân thấp cổ bé miệng. Ông Combo nói rằng, tôi đáng đo lắm khi mà can thiệp xin ân xá cho cô Judy Clark mà xin không được. Tuy nhiên tôi vẫn can thiệp. Tôi hình dung được tiếng ông Vaseline bảo tôi ngày còn trẻ thì cô Clark có sai lầm, như là mọi người trẻ đều có một vài sai lầm. Cô ấy đã trả giá đúng cái giá lầm của cổ và cổ đã học được bài học cần học bằng 35 năm ngồi trong một cái rọ. Giờ này cô không sai lầm nữa. Bà Danny Liver là phát ngôn viên của thống đốc Cuomo giải thích quyết định của ông can thiệp, xin ân xá cho cô Clark, căn cứ trên những việc làm ích lợi của cô trên thành tích tuyệt hảo. 35 năm tù không phạm lỗi lầm nào cả và nỗ lực tu thân cao quý của cô. Thành tích tu thân của Judy Clark, một cán bộ cộng sản năng nổ hoạt động trong những năm 60-70, quả là dễ nể và rõ rệt chứng tỏ cô dứt khoát với tư tưởng vô sản. Cô thường nói rằng, tôi tha thiết muốn đền đáp cho những sinh mạng bị giết trong vụ cướp mà tôi tham dự trong vai trò lái chiếc xe để giúp bọn giết người chạy trốn. Nhưng tôi giết người không tha thứ được bởi vì người chết không thể sống lại. Suốt đời, tôi sẽ sống trong ân hận, nhục nhã và tiếc nuối những sai lầm tôi đã làm ra." Những điều cô thực hiện được trong 35 năm bị giam giữ ở Bedford Hills quả là siêu việt. Năm 1990, cô đậu cử nhân về Behavioral Science, tức là khoa học về thái độ. 3 năm sau, cô đậu thạc sĩ về tâm lý học. Cô tự nguyện tham dự chương trình nuôi con huấn luyện những nữ tù nhân sinh câu trong lúc bị giam giữ những hiểu biết cần thiết về cách nuôi trẻ và trong thập niên 1980 thì thời điểm Hoa Kỳ đối phó với loại bệnh AIDS thì các trại tù cũng phải đối phó với nguy cơ này. Clark và một trong hai người đã viết ra một tác phẩm có tên là Breaking the Walls of Silence: AIDS and Women in a New York State Maximum Security Prison. Kế hoạch ngừa và chống bệnh AIDS của cô đã được áp dụng trong toàn bộ các trại tù của Hoa Kỳ. Clark cũng giúp gây dựng lại chương trình đại học trong tù, giúp cho 150 nữ tù nhân tốt nghiệp cử nhân trong 10 năm vừa rồi. Và cô đóng vai cố vấn cho các nữ sinh viên tù nhân. Cô tham dự mọi chương trình xã hội của khám đường, kể cả chương trình Puppies Behind Bar, tức là chó con trong tù. Tù nhân nuôi chó và huấn luyện chó giúp đỡ từ phế bình. Phần riêng của Clark là huấn luyện 8 con chó dẫn dắt người mù. Thưa quý vị, bẩm sinh Clark là người năng động, Cộng sản lợi dụng phẩm chất năng động của cô vào việc cướp của giết người. Bị bắt, cô bị giam, cô vẫn không bỏ được bản chất năng động. Cô làm mọi việc một tù nhân không còn tự do có thể làm. Chỉ riêng việc cô đào tạo được 150 nữ cử nhân tù nhân cũng đã khiến nhiều giáo sư ngã nón để kính phục cô. Thưa quý vị, Hội đồng ân xá sẽ tái xét việc ân xá của Clark vào năm 2019 và hy vọng năm đó thì ba thành viên của hội đồng ân xá sẽ công nhận cô Jerry Clark không còn là một mối đe dọa cho xã hội. Riêng đối với lại khán giả người Việt hải ngoại thì tôi xin được nêu lên một câu hỏi rằng nguyên nhân nào mà cán bộ Cộng sản Việt Nam không hối cải sau 42 năm. Trong lúc Clark chỉ cần có 35 năm để trở thành một người lương thiện, chỉ làm những điều tốt cho xã hội. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tự đề Một nữ cán bộ Cộng sản khác thường bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.